Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Mình là Minh Đức. Còn trên tay mình và bên tay phải của mình đang là hộp và đồng hồ Apple Watch SE. Mình nghĩ rằng đây sẽ là một trong những chiếc đồng hồ Apple Watch mà anh em sẽ quan tâm nhiều nhất. Và trong clip này thì mình sẽ mở hộp nó ra và chia sẻ với anh em những cái phụ kiện của nó cũng như là những cái thông tin mà anh em cần biết về chiếc đồng hồ này. Và đầu tiên thì xin cảm ơn các bạn ở bên Di Động Việt đã rất là sớm trong việc đem cái chiếc đồng hồ này về Việt Nam và cho bọn mình mượn. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với Di Động Việt để tham khảo thêm thông tin về giá bán cũng như là những chính sách về chiếc đồng hồ này nha. Quay trở lại thì trên tay mình đang là Apple Watch SE phiên bản 44 và đi kèm với nó là dây sport màu trắng. Anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái phong cách đóng gói cơ bản rất là truyền thống đối với những chiếc Apple Watch xưa giờ. Apple Watch màu đen ở phía trước. Ở phía sau thì chúng ta vẫn sẽ có cái thông tin khá là cơ bản của chiếc Apple Watch SE này. Đây là phiên bản màu bạc, nhôm, vỏ nhôm và đi kèm với nó là dây sport band màu trắng với cái kích thước của cái mặt đồng hồ là 44mm. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản màu khác bao gồm phiên bản màu đen hay là phiên bản màu vàng và không có cái màu xanh blue hay là cái màu đỏ red giống như là trên Apple Watch Series 6. Rồi, và mình sẽ mở cái hộp này ra. Thực ra thì mình mở lại thôi chứ hộp này đã được mở ra rất nhiều lần rồi. Đó, và ở bên trong thì chúng ta sẽ có một cái cách đóng gói cơ bản và giống lại cái Series 6. Sẽ có rất là nhiều những hình ảnh đầy màu sắc của Apple Watch bao gồm cả những cái sợi dây. Và ở mặt bên trong thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh rất là nhiều màu sắc của Apple Watch cũng như là những cái sợi dây bao gồm cả những sợi dây đồng hồ mới mà Apple họ vừa ra mắt trong sự kiện vừa rồi. Và ở phía trên thì chúng ta sẽ có cái hộp đựng đồng hồ. Anh em có thể thấy là đây sẽ là cái vị trí của đồng hồ ở đây. Tương tự thì chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng nhanh bằng khá là nhiều cái thứ tiếng khác nhau. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái sạc không dây đi kèm với lại một cái đầu sạc USB-A ở bên trong. Tương tự như là Apple Watch Series 6 ra mắt trong năm nay thì bên trong hộp của chiếc Apple Watch SE này chúng ta cũng sẽ không đi kèm theo cái củ sạc để sạc cho cái chiếc đồng hồ này. Và theo giải thích của Apple thì Apple cho biết rằng là loài người đã được trang bị đủ củ sạc rồi, vì bảo vệ môi trường nên họ sẽ không có cung cấp thêm cái củ sạc đó nữa. Mình thấy cũng hợp lý khi mà cái củ sạc đó từ xưa giờ mình mua đồng hồ thì mình cũng không có xài tới. Ở bên dưới nữa thì chúng ta sẽ có một cái khu vực chứa những sợi dây ở bên trong, và như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có một cái clutch như thế này và hai cái sợi dây với hai cái phiên bản độ dài khác nhau. Mình đã lấy ra một phần dây nhỏ và một phần dây ở đây để mình đeo vào tay mình rồi, vì mình là người tay nhỏ. Rồi, và ở bên trên thì chúng ta sẽ có những cách hướng dẫn sử dụng đeo dây sport rất là cơ bản và truyền thống của Apple. Và đây là Apple Watch SE. Như bên cạnh mình đang là một cái chiếc Apple Watch Series 5. Bên cạnh cái màu sắc ra thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể tìm ra được bất cứ những cái điểm nào khác biệt giữa hai chiếc đồng hồ này, bao gồm cả việc là cái độ dày của viền hay là cả cái màn hình. Thì chúng ta vẫn sẽ có crown rất là truyền thống ở bên phải là một cái nút home, một cái mic, cũng như hướng ngược lại thì chúng ta sẽ có một cụm loa kép ở đây và nó kim luôn cái lỗ để mà đẩy nước ra khi mà chúng ta lặn xuống với cái độ sâu tối đa là 50m, như là những gì mà cái chiếc Apple Watch SE này nó hỗ trợ. Và ở mặt sau thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cụm cảm biến tương tự như là cụm cảm biến của Apple Watch Series 5. Và ở chính giữa sẽ là một cái đèn LED, xung quanh nó sẽ là 8 cái điện cực để phục vụ cái khả năng đo nhịp tim. Và rõ ràng nó khác với lại cái cụm cảm biến Series 6 vốn dĩ là sẽ có thêm lên tới 4 cái đèn LED cũng như là 4 cái điện cực. Vì vậy cho nên là chiếc SE này không có cái khả năng đo điện tâm đồ ECG cũng như là không có khả năng đo độ bão hòa oxy trong máu SpO2 giống như là Apple Watch Series 6. Và như vậy thì do Apple Watch Series 6 hai tính năng đó vẫn chưa được Apple mở ở Việt Nam, hai chiếc đồng hồ này cơ bản là khả năng đo nó là như nhau. Chiếc Apple Watch SE này nó vẫn hỗ trợ rất là nhiều những cái cảm biến khác nhau, bao gồm cả cái cảm biến đo độ cao liên tục và rất là nhiều những cái cảm biến khác nữa. Về phần cứng thì cái chiếc Apple Watch SE này sử dụng cái system hoàn toàn giống với lại cái chiếc Apple Watch Series 5, và rõ ràng thì cho tới hiện tại thì những cái chiếc đồng hồ Apple Watch Series 5 vẫn cho cái phản hồi rất là tốt trong hầu hết những cái tác vụ của người dùng, bao gồm cả cái tốc độ gọi những ứng dụng lên. Tuy nhiên thì một trong những cái điểm mà đáng lưu ý nhất ở chiếc Apple Watch SE này đó chính là chúng ta sẽ không có cái màn hình Always On, tắt màn hình theo cái kiểu giống như là Apple Watch Series 5 hay là Apple Watch Series 6. Chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng khác bao gồm như là cảm biến đo độ ồn hay là cảm biến phát hiện té ngã giống như là những cái chiếc Apple Watch khác.
Mà khác nhờ cái sự hỗ trợ watchOS 7.0, chúng ta sẽ được hưởng rất là nhiều trên cái chiếc Apple Watch SE này. Những cái tính năng mới mà Apple họ cập nhật cho những chiếc Apple Watch của họ, bao gồm cả tính năng Fitness Plus hỗ trợ quá trình tập luyện, hay là rất là nhiều những cái tính năng khác trên Apple Watch mới. Tất nhiên là cả mặt đồng hồ nữa. Rõ ràng với mức giá rẻ hơn cái chiếc Apple Watch Series 6 lên tới đâu đó khoảng $250, và chúng ta có được gần như là hầu hết những cái tính năng thông minh của một chiếc Apple Watch cơ bản, và tất nhiên là cả cái thiết kế truyền thống vốn dĩ đã giúp cho Apple bán được cái chiếc Apple Watch trở thành cái chiếc đồng hồ thông minh bán chạy nhất thế giới. Thì rõ ràng chiếc Apple Watch SE này hướng tới nhiều người dùng hơn. Đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về cái chiếc Apple Watch SE này. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên Tinh tế.vn, và hẹn lại anh em ở những video khác.